Mày sống dài lắm không mày. Lúc này cho con nghe ai đồn báo nó cho con chết 3 lần nữa. Cho chết 3 lần, hôn mê lần là 4. Dạ. Chụp hình có lên bàn thờ đàng hoàng hả? Có đàng hoàng hay. Chết hoài luôn. Có, có. Chết hoài. Giờ quay bệnh, giờ quay bệnh hay quay mặt ta? Quay bệnh hay quay mặt, không biết. À, quá hoang mà, nhưng mà quá hoang. Trời ơi, cận cảnh dễ sợ. Bỏ điện thoại là câu quánh giờ. Đang quay chút xíu bỏ điện thoại. Ở đây chữa bệnh không có ai mà ngồi xếp bạn hết trơn á. Đúng rồi, lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Tai chấp lên thành Phật nó hạnh phúc lắm. Đây cái khăn này. Chứ Hoài Linh bệnh gì vậy? Bệnh nhõng nhẽo em. Mấy ngày đường quay. Hả? Hả? Đánh cây quay. Đang quay hạn chế là tắt này ta. Tắt thì chị bán tắt thôi. Em tắt nha, em xin phép.